đang đóng cổng bê tông làm cái móng nhà các bạn nhé. Các bạn có thể thấy chiếc máy cẩu của chúng ta có bốn cái chân càng cua rất hoành tráng nhé, bốn cái chân càng cua kia để chống sụt lún thì cẩu lên. Mình nghĩ cái đó là tự chế nhé các bạn nhé. Đây là chiếc máy thủy lực các bạn nhé. Chiếc cầu bê tông được cẩu vào trong cái buồng ép kia, được đóng xuống. Các bạn có thể quan sát thấy bốn quả chân càng của máy xúc nhìn trông rất hoành tráng.
mình sẽ kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn video sau nhé.